Hồ Văn Cường được Ngọc Sơn, Bầu Thụy dìu dắt, tương lai tươi sáng hơn. Nghe toàn bộ nội dung bài viết tại đây. Trải qua nhiều điều không may trong năm cũ, đông đảo khán giả vô cùng mong đợi Hồ Văn Cường sẽ sớm trở lại với nghệ thuật, nhất là khi phía sau nam ca sĩ còn có sự nâng đỡ, dìu dắt từ Bầu Thụy và danh ca Ngọc Sơn. Mới đây, Bầu Thụy cùng danh ca Ngọc Sơn và Hồ Văn Cường đã có buổi livestream hát mừng năm mới cũng như giao lưu với khán giả hâm mộ. Ba bác cháu chúc mừng năm mới đại gia đình dấu yêu, Bầu Thụy viết. Hồ Văn Cường xuất hiện cùng danh ca Ngọc Sơn trong livestream của Bầu Thụy. Ảnh, FB Nguyễn Đức Thủy. Dấu lớn xem thêm, hai bà mẹ trái ngược hoàn toàn của Phương Mỹ Chi, Hồ Văn Cường. Danh ca Ngọc Sơn, Hồ Văn Cường đã thay phiên hát tặng khán giả các ca khúc như Được Thời Lên Hương, Nắng Có Còn Xuân, Chuyện Đêm Mưa thay cho lời chúc năm mới 2022 an lành đến tất cả mọi người. Gửi những lời yêu thương đến đại gia đình, kính chúc năm mới mọi điều tốt đẹp nhất, danh ca Ngọc Sơn nói trong livestream. Danh ca Ngọc Sơn và Hồ Văn Cường gửi tặng khán giả nhiều ca khúc trước thềm năm mới 2022. Ảnh, FB Nguyễn Đức Thủy. Bên dưới phần bình luận của livestream, rất đông khán giả gửi lời chúc mừng năm mới đến ba bác cháu. Không ít ý kiến còn bày tỏ sự vui mừng khi thấy Hồ Văn Cường trở lại còn có màn livestream ca hát cùng với danh ca Ngọc Sơn. Ủng hộ cháu Hồ Văn Cường. Cháu rất may mắn gặp được chú Đức Thủy giúp đỡ, chú Thủy là một người rất tốt bụng. Khi nào có thể là tôi lại vào đây nghe Hồ Văn Cường hát. Yêu thương quá à, chúc con luôn thành công nhá. Khán giả phấn khích khi quán quân Việt Nam Idol Kick 2016 liên tục lộ diện sau thời gian dài dính lùm xùm. Ảnh, FB Nguyễn Đức Thủy. Đây không phải lần đầu ba bác cháu livestream ca hát, giao lưu với khán giả. Trước đó vào ngày 29 tháng 12 trên trang cá nhân của Bầu Thủy cũng có buổi phát trực tiếp với sự góp mặt của danh ca Ngọc Sơn và giọng ca Hồ Văn Cường. Hồ Văn Cường có mặt cùng danh ca Ngọc Sơn trong buổi livestream ngày 29 tháng 12 trước đó. Quán quân thần tượng âm nhạc nhí hòa giọng cùng danh ca Ngọc Sơn nhiều ca khúc Lòng Mẹ Hai, Tình Cha, Xa Mưa Rông. Bên cạnh thần thái tươi tắn của Hồ Văn Cường, nhiều khán giả còn cảm kích trước tấm lòng của Bầu Thụy và danh ca Ngọc Sơn khi hết lòng giúp đỡ quán quân Việt Nam Idol Kick 2016. Không chỉ đỡ nâng Hồ Văn Cường bằng lời nói. Cả Bầu Thụy và danh ca Ngọc Sơn còn bằng hành động giúp nam ca sĩ sinh năm 2003 dần trở lại với sự nghiệp ca hát. Bầu Thụy và danh ca Ngọc Sơn nâng đỡ Hồ Văn Cường hết lòng. Ảnh, FB Đại Gia Đình Ngọc Sơn. Thời điểm Hồ Văn Cường vướng vào những ồn ào không hay hậu gia riêng, Bầu Thụy đã liên tục có những động thái ra mặt bênh vực, đề nghị giúp đỡ giọng ca này. Mình thần tượng danh ca, nhạc sĩ Ngọc Sơn, cố ca sĩ Phi Nhung và ca sĩ Hồ Văn Cường. Ekip Phi Nhung không còn giá trị vì Phi Nhung đã quá cố. Cường ơi, chú có thể chỉ bảo cho con để xây dựng được ekip như của anh ba danh ca nhạc sĩ Ngọc Sơn. Khó đâu thì chú giúp đỡ cháu để cháu đam mê ca hát và học đại học, Bầu Thụy từng viết trên trang cá nhân. Bầu Thụy đại gia giàu có, nổi tiếng tốt bụng nhiều lần đề nghị giúp đỡ Hồ Văn Cường. Ảnh, FB Đại Gia Đình Ngọc Sơn. Không chỉ Bầu Thụy, danh ca Ngọc Sơn cũng là người hết lòng nâng đỡ quán quân Việt Nam Idol Kick 2016. Anh ba từng cho biết Bầu Thụy đã hỏi xin anh số điện thoại liên lạc với Hồ Văn Cường với mong muốn giúp đỡ. Sau đó, Ngọc Sơn đã chuyển lời với trợ lý, giúp Bầu Thụy có được liên lạc của nam ca sĩ sinh năm 2003. Danh ca Ngọc Sơn và Bầu Thụy hết lòng với quán quân Việt Nam Idol Kick. Ảnh, FB Đại Gia Đình Ngọc Sơn. Trước đó, người hâm mộ vô cùng mừng rỡ khi Hồ Văn Cường chính thức đầu quân về công ty quản lý mới. Không chỉ vậy, đại diện công ty còn liên tục có động thái bảo vệ nam ca sĩ trước mọi lời công kích từ phía anti-fan. Chúng tôi sẽ làm đến cùng để bảo vệ quyền lợi và hỗ trợ ca sĩ Hồ Văn Cường có mặt cùng dàn nghệ sĩ khác. Chúng tôi không vì một vài lý do và bình luận xuyên tạc, không đúng sự thật, mà ảnh hưởng đến một tài năng như ca sĩ Hồ Văn Cường, phía công ty quản lý của Hồ Văn Cường tuyên bố. Hồ Văn Cường tái xuất sau bao ồn ào. Người hâm mộ kỳ vọng nhiều vào sự tái xuất của nam ca sĩ. Sao nhí hậu Đăng Quang, Thiện Nhân, Phương Mỹ Chi cắt xê khủng, Hồ Văn Cường dính thị phi. Khán giả hy vọng với sự nâng đỡ của Bầu Thụy, danh ca Ngọc Sơn tương lai của Hồ Văn Cường sẽ tươi sáng hơn nhiều. Tin chắc, sự định hướng của công ty quản lý mới cũng như hậu phương vững chắc là danh ca Ngọc Sơn và Bầu Thụy, quán quân Việt Nam Idol Kick sẽ sớm vực dậy sự nghiệp ca hát trong tương lai gần. Bạn nghĩ sao về sự giúp đỡ của Bầu Thụy, danh ca Ngọc Sơn đối với Hồ Văn Cường, chia sẻ nhé. Chấm than, con trai cả Phi Nhung nhớ mẹ, bất ngờ là cách xưng hô với Hồ Văn Cường. Giữa lúc thông tin Hồ Văn Cường suy dinh dưỡng nặng, 18 tuổi nhưng chỉ nặng 46 kg,
chiều cao 1m56 khiến netizen xôn xao thì Phạm Đức Hiếu con trai cả của cố ca sĩ Phi Nhung đã có bài đăng gây chú ý. Theo lời Đức Hiếu, lúc sinh thời mẹ nuôi Phi Nhung lúc nào cũng lo lắng chuyện ăn uống, tập luyện thể dục thể thao cho đàn con thơ. Đáng nói, Đức Hiếu không ngại ngần nhắc đến, bạn C, đính kèm cả hình ảnh Hồ Văn Cường tập thể dục cùng mẹ nuôi Phi Nhung. Con trai cả của cố ca sĩ tiết lộ, mẹ tôi còn xuống tận phòng tận giường để năn nỉ bạn tập á bạn C, điều này khiến nhiều người cho rằng Đức Hiếu đang muốn lên tiếng về việc sinh thời, cố ca sĩ Phi Nhung đã hết lòng chăm sóc các con nuôi như thế nào. Hồ Văn Cường lần đầu trở lại sau thời gian vắng bóng, hồi hộp hát tình cha lòng mẹ. Hồ Văn Cường đã bắt đầu trở lại với công việc ca hát và người đồng hành cùng cậu trong lần tái xuất đầu tiên này chính là danh ca Ngọc Sơn. Hồ Văn Cường đã có một năm 2021 đầy tranh cãi nhưng hiện tại, nam ca sĩ đã dần ổn định về tâm lý. Quán quân Việt Nam Idol Kids bắt đầu trở lại với công việc hoạt động nghệ thuật sau thời gian dài im ắng. Lần đầu tiên trở lại với sân khấu của giọng ca trẻ là ở live show Ngọc Sơn Hồ Văn Cường diễn ra vào tối ngày 3 tháng 1 năm 2022. Hồ Văn Cường rạng rỡ trong lần tái xuất ngày đầu năm mới. Sắp tới, Hồ Văn Cường sẽ góp mặt trong chương trình Little Star Big Dream 2022, diễn ra vào 22 tháng 1 năm 2022 tại Nhà hát Hòa Bình. Trong sự kiện ngày đầu năm mới, danh ca Ngọc Sơn và Hồ Văn Cường đã cùng song ca tình cha lòng mẹ. Sau những biến cố và sóng gió, thời gian gần đây, Hồ Văn Cường không giấu được cảm giác lo lắng và hồi hộp trong lần trở lại đầu tiên này. Dù vậy, sau đó, Hồ Văn Cường đã có tương tác rất ăn ý với nam ca sĩ Ngọc Sơn. Được biết, trước khi góp mặt trong live show dịp đầu năm mới 2022, Hồ Văn Cường đã được Ngọc Sơn hướng dẫn, chỉ dạy tại nhà riêng. Anh đã chia sẻ bí kíp phát âm, nhả chữ, kéo hơi, tuyệt chiêu lấy một lần hơi cho Hồ Văn Cường. Đặc biệt, danh ca Ngọc Sơn cho rằng ngoài tài năng thì người nghệ sĩ cần phải có phong cách riêng trên sân khấu để chinh phục khán giả với bản lĩnh của mình chứ không chỉ có giọng hát. Hồ Văn Cường đã có màn song ca ăn ý với danh ca Ngọc Sơn. Sau khi rời công ty của cố ca sĩ Phi Nhung, dường như Hồ Văn Cường đang dần quen với việc tự lập hoạt động nghệ thuật. Danh ca Ngọc Sơn nhận định, Hồ Văn Cường là một người chân thành, lễ phép và có chí cầu tiến. Bên cạnh đó, Hồ Văn Cường có chất giọng lạ, nhiều cảm xúc dễ dàng chinh phục khán giả. Giọng ca trẻ vừa có đam mê nghệ thuật vừa có khả năng tiếp thu nhanh nhạy. Ngọc Sơn tin chắc chỉ trong một thời gian ngắn rèn giũa, Hồ Văn Cường sẽ trở thành một viên ngọc sáng, một giọng ca đầy ấn tượng trong làng nhạc Việt.